Nhớ lại thời điểm bức tường trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đổ sập xuống vào chiều ngày 14 tháng 5, anh Võ Văn Bắc, 45 tuổi, quê An Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả đời anh chắc sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hãi hùng khiến 10 người thiệt mạng. Lúc đó, tôi đang lom khom làm việc dưới hầm thì có cảm giác một cơn gió thoảng qua, cuốn cho trời tối hù. Rồi tự nhiên nghe tiếng ầm một cái, ngó lên không thấy vợ với mấy chị em đang làm trên giàn giáo đâu, anh kể. Công nhân này cùng các đồng nghiệp dưới hầm vội nhảy lên mặt đất, bắc lật từng mảng tường tìm vợ và chị gái, nhưng vẫn không thấy đâu. Mãi sau, anh thấy cánh tay vợ giơ lên rồi thả xuống, liền chạy đến đưa vợ ra khỏi đống đổ nát. Lúc đó vợ tôi có vẻ hơi tỉnh nên tôi chạy vào bên trong tìm chị gái. May quá, chị gái tôi cũng còn tỉnh, tôi cùng mấy người nữa đưa vợ và chị lên bệnh viện cấp cứu, nam công nhân kể lại. Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Suốt, vợ anh Bắc, không thể cử động vì một bên hông quá đau. Dù chỉ bị thương phần mềm, nhưng các bác sĩ sợ nguy hiểm vẫn dự tính chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ nói tôi bị nứt xương sống, ngã xuống người ta bị tai nạn chết hết trơn mà mình vẫn khỏe như vậy là may mắn lắm rồi, chị Suốt nói. Chị Suốt cho biết chị vào ca lúc 13 giờ làm phụ hồ trên giàn giáo cùng một số chị em khác. Hơn một tiếng sau, bỗng nhiên có cơn gió thoáng qua rồi nghe có tiếng hét, tường sập. Chị không biết điều gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ mình đổ sụp xuống cùng theo giàn giáo. Cũng được đưa từ hiện trường sự cố kể trên đến bệnh viện, chị Trương Thị Thanh Lan mãi vẫn chưa tin mình may mắn thoát chết. Tôi hên lắm rồi, mấy người làm gần chết hết mà mình vẫn còn sống. Trên giàn giáo đông lắm, tôi phụ hồ rồi đổ cho thợ. Lúc đó tôi đang đứng cỡ chừng 3 cái giàn giáo, khoảng 5 mét. Nhờ tôi đứng trên cao, kế vách tường nên còn sống, chứ mấy người ngồi ở ngoài từng đổ ụp xuống là chết hết, chị Thanh kể lại. Nữ công nhân cho biết, tại công trình thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió thổi qua, mọi người đều đã quen với việc này. Do đó, chị bàng hoàng khi thấy cơn gió hồi chiều, tai ương khủng khiếp xảy ra khiến 10 mạng người mất đi một cách oan uổng. Trước thời khắc kinh hoàng, anh Phạm Thanh Phú, 44 tuổi, quê ở Vĩnh Long, cùng vợ là chị Lê Thị Tuyết Linh, 42 tuổi, cũng đang đứng trên giàn giáo để tô tường. Khi cơn gió thổi qua, anh và mọi người đều không có cảm giác bức tường sẽ sập. Tuy nhiên chỉ mấy phút sau, tường bỗng nghiêng rồi đổ xuống. Hai vợ chồng rơi từ độ cao 5 mét xuống đất. Lúc rơi xuống là tôi bất tỉnh và đến bệnh viện thì không biết gì nữa, anh Phú kể. Trong khi đó, chị Linh cho biết, trước lúc bức tường đổ, chị đang ngồi nghỉ mệt trên giàn giáo. Qua mấy phút, tường sập xuống, chị mơ màng nhận ra mình đã bị đá đè và vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nhẹ hơn những người khác. Tôi nghe tiếng mọi người la hét ầm ĩ, quay qua thì thấy chồng mình bị cột nhôm đè, đầu bê bết máu, người không còn động đậy. Tôi tưởng chồng đã chết nên xỉu luôn, chị Linh nhớ lại. Đôi vợ chồng này có 3 người con lớn 19 tuổi, đi làm thuê tại Bình Dương, hai con nhỏ mới chỉ 9 và 6 tuổi, đều sống với bố mẹ trong lán gần hiện trường. Chồng tôi mới chỉ làm ở đây hơn 2 tháng, còn tôi mới hơn 10 ngày, hai đứa con đang ở trong lán nhờ người ta chăm. May là vợ chồng tôi không chết, chị Linh nói. Theo các nạn nhân, công nhân làm việc tại công trình này đến từ nhiều địa phương. Sau đợt mất việc vì dịch Covid-19, họ đi làm được ít ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đều ổn định. Chỉ có một số nạn nhân bị gãy xương nhưng không nguy kịch. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án.